Chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp lưỡi dao vào cán dao gỗ. Thì đầu tiên mình giới thiệu về cán dao gỗ đã. Cán dao gỗ thì là lúc mới về thì cái mở này hơi chật này, là một này. Cái thứ hai nữa là cái này cũng bị chật là hai này. Cái này cũng bị chật là hai này. Thì rất là khó mở. Có những dao sẽ như vậy, có những dao thì dễ mở rồi. Ok. Ở bên mình thì có hai dòng dao nhá, một dao có mẫu, có cái mẫu ở đây. Nhá. Dao thì có mẫu ở đây. Đấy, có dao thì nó bằng phẳng lì ra đây, không có mẫu. Ok chưa ạ? Về lưỡi dao này, thì đa số lưỡi dao khi mình bẻ đôi ấy thì nó sẽ có hai cái mẫu đầu như này. Và chúng ta tiến hành bẻ một cái mẫu này. Bẻ cái đơn giản thôi, các bạn bỏ cái móng tay này. Ok, các bạn bỏ vào đây. Các bạn chỉ cần hất lên cái này là ok nhá. Mình làm mẫu luôn cho anh em nhá. Này nhá. Giữ chặt nhá. Cấm tránh vào lưỡi nhá. Giữ vào lưỡi này cẩn thận không nó đứt tay anh em nhá. Giữ chặt này. Chỉ cần giữ được thôi ạ. Chỉ cần này, đây ngón tay này, bẻ cái xong này. Ok. Ở khớp chưa? Sau đấy các bạn luôn luôn hai ngón tay luôn luôn cầm vào cái lưỡi này sẽ không bao giờ bị đứt. Được chưa? Không bao giờ bị. Sau đó mở lên, các bạn phải cho cái này nó rộng ra đây này, cho rồi các bạn bỏ vào này. Ở đây có hai cái, đây nó thiết kế như này là nó đa số nó sẽ phù hợp với cái này, hai cái ốc trong này các bạn thấy chưa? Đấy, hai ốc thấy chưa? Thì các bạn bỏ vào này, bỏ có thể bỏ trên xuống như này này, hoặc là bỏ thẳng như này này. Đa số chúng ta sẽ bỏ như này, để cho nó dễ vào. Khi chúng ta bỏ vào được vị trí rồi, thì chúng ta đồng thời tay này sẽ đẩy cái này vào nhá. Chúng ta đây. Thì chúng ta sẽ có 3 điểm nhá. Điểm đầu này này. Điểm này này. Và cái lưỡi nó phải thẳng hàng với nhau. Thì cảm nó sẽ dễ và nó không bị đứt. Hoặc là các bạn có thể đâu rồi. Hoặc là phía đầu này thì các bạn có thể bỏ xuôi vào một tí. Để cái này là thành cái gọi là cái điểm tựa, cái đầu cùng ấy, cái mũi đầu thành điểm tựa. Đây, cái chỗ này thành điểm tựa, khi tựa vào trong thịt của khách thì sẽ không bao giờ bị đứt. Chỗ này có thể làm thấp hơn, cái lưỡi thấp hơn một tí, hoặc có thể để bằng. Đấy, tùy có anh em chuyên nghiệp thì biết hết rồi đúng không? Không vấn đề gì cả. Đấy, khi cho vào lời thì cạo nhá, chỗ nào có lông rồi. Hướng dẫn cạo này thì chúng ta sẽ lựa, mình hướng dẫn là đối với anh em amateur nhá, còn anh em giỏi rồi thì mình không hướng dẫn thì mình không múa rìu qua mắt thợ được. Đấy, thì chúng ta có một điểm tựa, lấy một trong mấy ngón tay còn lại tựa giữ nhá. Còn cái này tiến hành cạo này. Đấy, hướng cạo này thì chúng ta luôn nghiêng cái lưỡi này 45 độ. Nghiêng cái lưỡi 45 độ so với mặt thẳng cạo. Nhá. Hơi khó diễn tả ở trên này nhưng mà nghiêng 45 độ này thì cạo nó mới sạch được. Đấy. Cạo mới sát gốc được nhá. Còn các bạn dựng đứng cái này dễ đứt nhá. Nếu mà dựng đứng dao này dễ đứt này. Nghiêng 45 độ hoặc là thấp hơn 45 độ nhá. Đấy. Thì còn hướng dẫn còn dài, các bạn phải luyện tập nhiều thì mới thành thạo và không bị đứt tay nhá, không sẽ bị đứt tay nhá. Cái này cho các bạn nào không có kiến thức thì không nên thử ở nhà nhá. Anh em follow mình để còn được hướng dẫn nhiều tip quan trọng ở nhà anh em nhá. Ok.